Không ngủ đường luôn mới ghê nha. Dạ không ngủ đường luôn. Okay, nằm mơ còn chưa thấy nằm mơ nữa chứ chị. Nằm mơ đi chung với mấy anh chị luôn. Đi làm tiệm rồi đi đi sửa rồi đi vô mà không thấy không ngủ nữa chứ. Nằm mơ có đẹp. Nằm mơ đúng luôn á. Today Show với Hồng Sâm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Sâm đang có mặt tại Coon Rapids, Minnesota. Tiệm này có square feet là 1200 square feet. Đây là một cái tiệm, nếu mà quý vị nhìn thì nó mới hoàn toàn, nhưng mà nhìn giống như là mới build tiệm mới, nhưng mà thật sự là đây là cái tiệm mà cũ rồi và hôm nay đã được lột xác. Hồng Sâm đã cho làm từ tất cả design từ đầu đến đuôi. Và mới đầu thì cô chủ chỉ có muốn làm thay đổi một tí xíu thôi, làm ghế vậy thôi, nhưng mà khi mà Hồng Sâm cho một cái bản vẽ và cô chủ này cũng thấy là cái thay đổi này cũng cần nên có và đã làm rồi thì làm cho tới luôn. Cho nên ngày hôm nay quý vị sẽ thấy rằng là cái package Hồng Sâm làm ở đây là toàn màu trắng hết. Cái tông đi trắng nè, màu xám đậm và màu silver. Rồi bây giờ Hồng Sâm sẽ dẫn cho quý vị xem là cái tiệm này mình đang làm những thứ gì. Khi cái tiệm này vô thì Hồng Sâm đã đổi hết thành màu trắng và sơn ở phía dưới nửa tường là màu xám đậm. Thì tuy nhiên khi mà đưa màu xám đậm thì hầu như ai cũng sợ hết, nhưng mà làm xong rồi, phối hợp rồi thì cái tiệm nó sẽ rất là hài hòa và nó có cái độ chiều sâu và cái popping màu trắng rất là đẹp. Thì khi mà đi vô cái thềm nhà là cái thềm này cũng là mình chọn ra cái màu nó có cái tông trắng xám. Chỉ có một điều là Hồng Sâm không thích mấy là tự vì cái loại này là nó là gạch, nhưng mà gạch cái kiểu gỗ, cho nên nếu mà gắn cái gạch này á thì mình gắn cái sọc xuống như vậy thì nhìn nó hay hơn, nó có vẻ gỗ hơn. Còn đi vô cái tiệm mình gắn ngang như vậy thì Hồng Sâm không thích mấy. Cho nên cái người tới gắn và những người advice là nên gắn như thế này thì gạch như thế này thì có thể là theo mỗi người khác thì là đẹp, nhưng đối với Hồng Sâm thì Hồng Sâm thích cái chiều sọc xuống hơn thì nhìn như gỗ hơn. Rồi ở bên tường này, từ phía đầu cho tới phía cuối là nó dài tới 70 feet lận, cho nên nó rất là nhiều. Với lại có nhiều cái design, thí dụ cái design này một cái miếng như vậy nè, là mình mua là có thể 2 đồng mấy một cái miếng này, thì mình cứ nhân lên mình làm. Thì chẳng hạn như bây giờ mình làm nguyên cái tường này 70 feet là tới là 2.000 đồng, nhưng nếu mà mình trừ hết ra mình chỉ làm cái khúc pedicure từ đó tới đó thôi thì cứ chia 3 đi thì có phải là khoảng 700-800 đô thôi. Cho nên khi mình thiết kế, mình có thể thiết kế từng cái phần một mình cần để cho nó rẻ tiền hơn, simple nhưng mà rất là sang. Rồi cái bàn hơ tay, thông thường quý vị thấy là màu nâu thì đây là cái bàn hơ tay màu trắng. Thì khi mình bật cái bóng đèn lên nó có màu tím tím, thì hôm nay Hồng Sâm dùng cái màu tím cho cái bồn pedicure luôn, thì nó nguyên một cái set. Thì cái cây bên đó để một cây nè, bên này để một cây để cái bàn hơ tay ở giữa. Và ngày mai sẽ mốt như đây là sẽ có cái mùa tạ ơn, lễ tạ ơn Thanksgiving, thì mình có thể để một cái cây nến chỗ này và bỏ những cái bông hoa tạ ơn ở đây. Tuy nhiên ngày mai tiệm này sẽ khai trương lại, cho nên Hồng Sâm muốn để trống để ngày mai có thể để đồ ăn ở trên đây cho khách hàng tới và thưởng thức, và giữ những cái chỗ khác trống để mà ngày mai để grand opening. Rồi tiếp tục ở bên tường này cũng thế, mình đi bên này trước nha, là mình sẽ có Hồng Sâm làm đây là cái package 8 ghế màu trắng, nó rất là đẹp. Quý vị không sợ là ghế màu trắng là dơ là tự vì ghế này là da elite, ghế elite này da ultra leather, mình không có, mình dơ mình lấy acetone mình chùi được mình không có sao. Tuy nhiên nó là màu trắng thì mình phải cẩn thận thì vẫn tốt hơn, nó lâu cũ hơn. Rồi trên tường thì đây là những cái bông Hồng Sâm gắn lên, tự vì sao cái design này Hồng Sâm muốn làm kiểu cái pamper, clean pamper, thì mình cho những cái hoa lên cho nó girly một tí xíu. Thì cái bông này lúc mà mình mua thông thường không dám xài bông này để trang trí là tại nó 20 mấy đô một cái, nó rất là mắc. Nhưng mà hôm nay được on sale 9 đồng mấy một cái bông thôi. Thì cái bông này Hồng Sâm nó là màu trắng, nhìn nó buồn, thì Hồng Sâm đã xịt cái màu silver
có một xung quanh cái cánh của nó để lấy cái màu đó để làm cho nó khác đi với cái tường. Tại cái tường màu trắng thì mình muốn có một cái silver để là cái bông nó nổi lên và nó tạo cái 3D từ cái tường với cái bông. Sau đó Hồng Sâm cho bỏ kim tuyến lên để cho nó phản với cái đèn, nhìn cho nó sáng. Mà đối với Hồng Sâm thì không phải là học nghề phong thủy nhưng mà có biết một chút xíu phong thủy, cho nên khi mà Hồng Sâm làm có những cái chỗ Hồng Sâm phải nhấn nhá bỏ những cái đồ gì đó để cho nó phản lại. Thì đó là một trong những cách Hồng Sâm bỏ kim tuyến phía sau đó, thay vì bỏ kiến, bỏ gương thì cái đó là nó là cái độ sáng này nó phản lại để tạo cái energy. Thì nói chung nguyên chợ chỉ được bằng đó cái bông thì chia đều để làm như vậy chứ không phải là cố tình phải có những design. Tuy nhiên nó rất là dễ thương. Đây là cái đèn. Cái đèn này cái plan mà cũ á là mình dùng cái đèn màu xanh. Cái màu xanh antique nó rất là dễ thương, giống như là mấy chiếc xe Beetle vậy đó. Thì cách Hồng Sâm muốn làm là bỏ cái vibe của hip trẻ vào. Nhưng mà khi mà cô chủ thấy cái màu đó nhiều lúc đi không thích cái màu đó mấy và sợ thấy nó to, thấy nó không có phù hợp vào cái taste của họ thì họ lại thích cái đèn khác, thì đã đổi thành cái đèn này. Cái đèn này cũng hợp, cũng đẹp nhưng mà nó rất là bình thường. Còn nhiều lúc cái Hồng Sâm làm á, Hồng Sâm bỏ những cái mà quý vị nhìn vào cái bản vẽ thấy nó rất là lạ lùng, hay là nhìn cái bóng đèn thấy nó lạ lắm, nhưng mà thật sự cái đó là cái signature của mỗi cái nơi mình làm cho nó khác. Thì đây là cái đèn, mình gắn 8 cái đèn lên. Đây là cái giấy dán tường. Nhìn thì như là bằng đá, nhìn nó là giấy. Mình dán, đôi khi mình bỏ cái kẽ nước sơn lên, treo lên một cái tường. Thì có nhiều khi mình nghĩ rằng là chỉ cần cái kẽ nước sơn thôi, chứ mình không có care là đằng sau lưng nó là cái gì. Nhưng mà đối với Hồng Sâm là mỗi cái tí tỉ mỉ như vậy, nó sẽ làm cho cái tiệm mình đẹp hơn. Nó làm cho một cái không gian của mình ấm cúng hơn, chỉ vì một cái thay đổi chút xíu thôi. Cái này rất là đẹp, tại vì nó như gỗ, như là gạch vậy đó, nhưng mà nó là giấy. Đó. Chỉ có mấy chục đồng mình có thể làm được như vậy. Cái tiệm này ngày xưa cái màu của nó cũng nó rất là nhìn nó rất là buồn. Nếu mà quý vị nhìn cái video mà trước của cái tiệm này và bây giờ quý vị nhìn lại cái video này thì coi như là một cái facelift, một cái lột xác hoàn toàn khác. Rồi có một số quý vị mà mở tiệm nail mà muốn làm cái nail của mình là cái bàn nail thành một cái bo, thì thật sự ra mình không nhất thiết là phải đóng một cái ba thiệt dài. Tại vì mỗi khi mà di chuyển hay là lỡ một cái khúc ba cái bàn bo nào đó nó bị hư, nó bị trầy, nó bị xấu thì mình phải thay nguyên một cái dàn, một cái bo luôn để mà mới có bàn nail làm. Thay vì bây giờ với cái model của công ty Luxor thì quý vị nhìn nè, 8 cái bàn từ đằng đó, ok, kéo dài. Thì quý vị thấy là Hồng Sâm để 8 cái bàn như thế này thì mình có thể tách rời cái chỗ này để đi vô. Còn nếu không là mình vẫn thử làm dài, nó dính nhau dài hết cái bàn nail từ đầu này xuống dưới kia. Nếu mà nhìn đi hướng này thì nó y như là một cái bo mình build. Nhưng mà thực sự làm như vậy rất là tiện. Tại vì sao? Khi mà cái bàn mình nó bị hư, bị dơ, bị cũ, mình cứ lấy một cái bàn ra, mình đi thay cái bàn khác. Mình không nhất thiết phải lo là mình có nguyên một cái bo quầy thật dài rồi phải thay là thay hết. Thì đó là cái cách mà hiện giờ nếu mà ai muốn làm cái nail bo thì mình có thể dùng cái này. Cái receptionist bên này cũng thế. Nó là một cái, cũng cái loại màu trắng. Hồi trước giờ là màu nâu rất nhiều, hôm nay hôm sau là màu trắng. Nó có cái hột xoàn, có cái diamond ở đây. Thấy không? Nhìn nó rất là đẹp. Cái phần này là phần da, cũng dùng ultra leather. Không có sợ bị acetone làm dơ, là ăn. Hoặc là mình có thể lấy acetone mình chùi. Rồi cái kiến này là cái kiến gọi là semi antique nhưng mà modern. Thì Hồng Sâm đã mua cái loại kiến này để mỏ và treo lên tường. Rất là đơn giản. Ở phía đây thì mình mua cái cây mình để ra đây, tách rủ xuống, tạo một cái không gian có màu xanh mát mẻ. Đây là những cái cây nến mà Hồng Sâm mua thì nó là không có cái màu nào, không có màu sáng để đi chung với tường. Thì Hồng Sâm đã mua cái cây nến này màu khác, rồi về mình xịt lên, mình xịt sơn lên xong mình cho cái kim tuyến lên để nó đi chung với cái bông hoa bên kia, nó đi cùng với cùng tông. Rồi sau đó cái hoa này, cái bông này á là mình mua nó là cái bình màu đen tại vì nó bằng nhựa. Thì bây giờ muốn làm cho nó cùng tiệp với cái cây này thì Hồng Sâm đã dùng cái sơn xịt cái nến này và bịt cái đầu lại và xịt cái chậu phía dưới. Cho nên bây giờ nhìn cái chậu tưởng là bằng chrome nhưng mà thật sự nó là nhựa. Thì khi mình có thể trang trí thì mình có thể chế biến đủ thứ cách hết để mình có thể làm sao cho nó hài hòa. Rồi ở trên cái tường của bốn cái ba kẹp nước sơn đó thì Hồng Sâm mua những cái cây để bỏ lên trên đó. Tại sao cái cây trên đó Hồng Sâm không xịt màu chrome? Là từ vì cái cây đó, cái tường đó nó có những cái cục đá và cục đá nó có những cái màu đen, màu đen đậm, màu xám đậm và màu đen. Thế cho nên Hồng Sâm dùng cái bình đó để yên như vậy để cho nó blend it together. Chứ còn không được mà để cái màu xám, màu silver mà trên cái tường đó thì nó rất là loãng.
Đó, đó là cái package ngày hôm nay Hồng Sâm làm là 8 ghế, 8 bàn của công ty Luxor làm cái màu white opal. Hy vọng rằng là tất cả những cái tiệm, quý vị nào coi những cái tiệm này mà muốn trang trí, muốn làm tiệm đẹp thì quý vị có thể bắt chước cái cách Hồng Sâm làm. Tại vì Hồng Sâm cũng là người tay ngang thôi chứ không phải là cái nghề. Cho nên nếu mà Hồng Sâm làm được thì quý vị có thể nhìn để bắt chước làm như thế. Mà nếu quý vị nào không muốn làm một mình mà muốn Hồng Sâm giúp cho quý vị thì quý vị có thể gọi vào số 1-866-904-7546 để chúng tôi có thể giúp cho quý vị. Các em ở trong hội từ thiện của Hồng Sâm sẽ giúp cho quý vị, cố vấn cho quý vị làm sao để có một cái tiệm đẹp. Chương trình này là Hồng Sâm làm để hỗ trợ cho tiệm nail. Quý vị có bao nhiêu quý vị cho bấy nhiêu, tại vì Hồng Sâm không lấy tiền công. Và nếu mà không có thì mai mốt có tiền sẽ nhớ đến tất cả em, chắc em một tôi. 100% tiền quý vị ủng hộ cho chương trình này, hội này là đều vào nuôi tất cả trẻ em mồ côi hoặc là trẻ em mất phương hướng ở Mỹ, hoặc là học bổng cho những trẻ em khó khăn, xây nhà cho người nghèo, vân vân và vân vân. Tôi làm rất là nhiều cái chương trình. Vì vậy nếu mà quý vị cũng phải cần mở tiệm, cũng phải cần remodel tiệm, cũng phải cần làm mọi thứ mà quý vị cần cái sự giúp đỡ của Hồng Sâm thì đây là cái chương trình mà Hồng Sâm đang cho lại để mà giúp cho cái tiệm nail đẹp hơn mỗi ngày để làm ra tiền nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn công ty Luxor luôn đồng hành để cùng bảo trợ cho chương trình Nail Today Show với Hồng Sâm. Và cảm ơn quý vị luôn ủng hộ cho Hồng Sâm. Hồng Sâm nhận được rất là nhiều message, những cái nhiều inbox mà nói những lời rất là tốt và những cái ủng hộ, những cái khích lệ cho Hồng Sâm càng ngày càng làm tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin chào tạm biệt.